Kính chào quý khán giả đến với chương trình Kiến thức Dược Thảo với bác sĩ Morita, Lưu Mỹ Linh và Phạm Khanh. Thưa vị, trong chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ Morita sẽ trình bày chúng ta về đề tài bệnh đau nhức cũng như những vấn đề liên quan vấn đề về xương. Xin chào bác sĩ Morita. Chào anh Phạm Khanh, chào cô Lưu Mỹ Linh, xin kính chào quý khán giả. Xin kính chào quý vị, chào bác sĩ và chào anh Phạm Khanh. Trở lại với đề tài đau nhức ngày hôm nay với những sản phẩm của công ty Dược Thảo Princess Lifestyle, xin mời bác sĩ. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì nói về đau nhức thì có nhiều cái đau nhức lắm. Đau nhức về thấp khớp, đau nhức về thứ nhất là mình nói là RA đi, rheumatoid arthritis, rồi OA, osteoarthritis, rồi bị bệnh thấm phong là bệnh gao, rồi bệnh scaria thần kinh tọa, rồi đau nhức về cái tay, cổ tay của mình nó bị cái đau ngay chỗ cái cổ tay đó, nó gọi là carpal tunnel syndrome, nó nhiều lắm. Rồi cái đó là mình đau nhức về, rồi thiếu cái độ xương của mình là đau nhức về bệnh mà osteoarthritis, hoặc là bị cái bệnh mà bị thiếu cái chất cái độ cứng của xương của chúng ta đó, thì chúng ta bị rất là nhiều. Thì ngày hôm nay tôi nói về tất cả những bệnh đau nhức này, với lại cái thuốc nào để quý vị dùng cho nó hợp với mình, để cho quý vị giảm tất cả những cơn đau nhức nào quý vị đang mắc phải, thưa quý thính giả. Thuốc Arthrolin trong năm 2013 vừa rồi bác sĩ có đưa thuốc này ra thị trường và bác sĩ đã upgrade lên với những cái công dụng mới để giúp cho cái vấn đề mà đau nhức nó được giảm thiểu mau hơn. Thì xin bác sĩ giới thiệu kỹ hơn về cái loại thuốc Arthrolin này. Dạ vâng, cái thuốc gì là cách đây là 20 năm thì tôi điều chế cái thuốc là Fluxin số 23, giúp cho những cái gì mà bị đau nhức, bất cứ đau nhức về cái gì, đau nhức về thần kinh tọa, đau nhức về thiếu chất nhờ trong những đầu khớp của chúng ta, hoặc là đau nhức về cái gì đó. Thì 20 năm tôi đã thuốc dùng ngoài thị trường rất là nhiều rồi. Nhưng mà sau một thời gian thì ví dụ quý vị uống 3-4 ngày nó không có kết quả, hoặc là một tuần lễ. Nhưng mà sau này tôi nghiên cứu lại, thử upgrade lên cái thuốc, một cái tên này nó gọi là Arthrolin số 82. Quý vị mà bị đau nhức, bất cứ đau nhức về cái gì đó thưa quý thính giả, thì ví dụ uống cho tôi trong vòng 1-2 ngày thì sẽ có kết quả. Tại tôi update lên tất cả những cái gì thuốc ngày xưa cộng với lại cái thuốc mới bây giờ, bromelain này kia đó, nó là một cái loại dược thảo thôi, nhưng mà nó giúp cho quý vị giảm cái cơn đau quý vị rất là nhanh. Có thể là trong vòng 1 hoặc là 2 ngày quý vị thấy cơn đau mình từ từ nó giảm dần xuống rồi. Thì một ngày quý vị uống cho tôi 4 viên, tức là sáng 2 chiều 2 là đủ rồi. Nếu mà ngoại trừ quý vị nào bị đau nhức nặng quá đó, uống cho tôi 6 viên sáng 3 chiều 3, cũng giống như là cái thuốc mà Fluxin là đau nhức tê thấp phong thấp nhất mọi đó, cũng uống cho tôi 4 viên hoặc là 6 viên tùy theo mình bị nặng nhẹ. Nhưng mà cái thuốc mà Arthrolin số 82 này đó giúp cho quý vị giảm cơn đau rất là nhanh, từ một ngày, có một số người một ngày đã có kết quả, có 2 ngày, có 3 ngày, chứ không phải đợi tới một tuần lễ nó, thưa quý vị. Nên tôi ngày hôm nay tôi nói hai cái loại thuốc này, với một cái loại nữa đó là quý vị nào mà bị cái bệnh mà nó gọi là xốp xương, rỗng xương, giòn xương đó, là quý vị có thể uống cho tôi kèm cái thuốc calcium, để chỉ để giúp cho quý vị tránh được cái bệnh xốp xương, rỗng xương, giòn xương hoặc là mòn xương. Cái calcium này là số 32. Còn cái thuốc đau nhất mà cái Arthrolin mà tôi vừa điều chế đó, năm ngoái đó, năm 2012-2013 đó, cuối 2012-2013, là cái thuốc này nó tên là Arthrolin số 82. Còn cách đây 20 năm tôi cũng điều chế cái thuốc trị bệnh đau nhất là cái Fluxlin, đau nhất tê thấp phong thấp nhất mỏi đó, là cái số 23. Thì tùy quý vị lựa chọn, nhưng mà quý vị muốn cho nó nhanh, giảm cái cơn đau mình rất là nhanh thì uống cái thuốc mới là Arthrolin số 82. Còn cái thuốc mà để bảo vệ cho quý vị tránh được cái bệnh mà xốp xương, rỗng xương, giòn xương hoặc là mòn xương đó, là cái thuốc nó tên là calcium magnesium số 32. Thưa quý vị, đây là thuốc Arthrolin, là thuốc đã được bác sĩ Morita upgrade lên trong năm 2013 vừa rồi. Thuốc này mang số 82. Nếu quý vị bị đau nhức mà cấp tính và cần cái cơn đau nhức của mình nó suy giảm ngay lập tức trong thời gian ngắn hơn, thì xin quý vị hãy mua loại thuốc Arthrolin này. Chúng ta có tất cả là 60 viên, trung bình một ngày chúng ta có thể uống được từ 3 cho đến 4 viên một ngày, sau đó thì giảm cái đô xuống dần dần. Một hộp thuốc này trị giá là 29 Mỹ Kim cho một hộp. Quý vị mua 6 hộp, quý vị sẽ được tặng một hộp thuốc Arthrolin mang số 82, thưa quý vị. Và bên cạnh đó, nói đến xốp xương, rỗng xương và giòn xương thì quý vị có thể bổ sung sức khỏe của mình với thuốc calcium magnesium mang số là 32. Đây là một cái loại calcium mà được làm từ một cái loại mà như thế là san hô đó. San hô. San hô rồi nghiền ra, bởi vì nó giúp cho rất là nhiều. Quý vị uống vô, với lại quý vị ngậm cái thuốc này, không có uống bằng nước, quý vị có thể ngậm rồi uống nước sau. Nó giúp cho nó từ từ nó tan ra mô tử, quý vị tránh được cái làm cho mình bị quặn bụng hoặc là bị nặng bụng đó.
Vâng. Đây là thuốc cao su magnesium mang số 32 của công ty dược thảo Princess Lifestyle, thưa quý vị. Đây là được đây là một cái loại cao su rất là đặc biệt, được làm bằng những san hô dưới đáy biển. Nếu quý vị không muốn là trong tương lai mình sẽ bị xúc xương, rỗng xương, giòn xương, hoặc là cái chiều cao của mình nó bị càng ngày nó càng sụt giảm, thì quý vị nên sử dụng thuốc cao su này. Tùy theo lứa tuổi chúng ta sẽ có những cái dose khác nhau. Hai loại thuốc này đều bán là 29 Mỹ kim cho một hộp. Quý vị mua 6 hộp, quý vị sẽ được tặng một hộp, thưa quý vị. Và cái điều quan trọng hết là quý vị sẽ nhận được 6 tấm vé số, và quý vị ghi tên, địa chỉ, số điện thoại của mình vào đó gửi về cho công ty. Thì quý vị có thể may mắn trúng thưởng trong các đợt xổ số của công ty Princess Lifestyle, mà mỗi phần thưởng có thể trị giá 100 đồng hoặc là 300 đồng nếu mà cái đợt xổ số đó vào những cái dịp cuối năm. Thì đây là cơ hội rất tốt để quý vị có thể tiếp cận được những cái phần quà cũng như là những cái loại thuốc của công ty Princess Lifestyle. Mỗi đợt xổ số như vậy là tới 20 người có cơ hội để mà trúng thưởng. Quý vị nhớ mua thuốc ngay từ bây giờ, mua 6 tặng 1 và được 6 thêm 6 tấm vé số. Mua xong nhớ gửi về cái ticket về cho đại lý càng sớm càng tốt để mà tham dự vào cái chương trình xổ số. Thì thưa bác sĩ, ngoài thuốc ra đó thì là calcium rồi thì là Aquaclean này nọ, thì về cái chế độ ăn uống tập thể dục mình cần phải như thế nào để mà chống cái vấn đề bị xương có vấn đề, rồi chưa kể nó gây đến cái vấn đề đau nhất các bạn. Rất là cần thưa quý thính giả thân Hồng Canh, tại vì mình tập thể dục đó, thì vì biết là tập thể dục nó làm cho xương mình nó được cứng hơn. Dạ. Đó, ai cũng vậy hết, mình tập thể dục mình thấy mình lớn tuổi rồi, mình nói tập thể dục nó không có gì lợi không, rất là ít thôi, vì mình tập để cho nó strengthen cái xương của gì, để đừng có bị tránh mình giảm được cái bệnh xốp xương, rỗng xương, giòn xương, nó osteoporosis đó. Thứ hai nữa là mình ăn uống với thái độ ăn uống của mình. Ví dụ bây giờ quý vị muốn có cái dư thừa đủ cái chất calcium trong người của mình, chất dôi đó, thì quý vị phải uống sữa nè, quý vị phải ăn phô mai nè, chứ cheese rồi đó, hoặc là quý vị phải ăn cá mòi, hoặc là ăn những cái chất nào mà ăn đồ biển để chi để có chất calcium thì nó giúp cho rất là nhiều. Rồi ăn rau, trong những cái rau quả này kia nó cũng có cái chất calcium nữa. Nên quý vị rất là cần tập thể dục, chứ là mình ăn uống nó thôi Thanh. Chứ không phải là mình uống thuốc không đâu quý vị, uống thuốc là cũng một phần giúp cho quý vị, nhưng mà đồng thời mình cũng tập thể dục, mình ăn những cái thức ăn nào mà có đầy đủ những cái chất calcium, chất dôi đó. Còn nói về đau nhất thì quý vị nên tránh những cái bệnh, ví dụ quý vị bị đau nhất nhiều quá thì bệnh gao đi. Bệnh gao tức là bị dư axit trong cái người của mình đó, nó không có tiêu thụ được, cái thận của mình nó giữ cái đó rồi nó làm cho sưng, mình bị sưng rồi cứng đỏ khó chịu này kia đó, nó đóng những cái tô phi ở trong cái bàn chân của mình hoặc là cái cổ chân của chúng ta đó. Thì quý vị nên nhớ là quý vị phải ăn giảm, thứ nhất là thịt đỏ, tất cả những loại thịt mà có cái máu đỏ như thịt bò, thịt dê, thịt cừu, thịt nào đó. Rồi thứ hai nữa là tránh cái rượu bia, tại trong cái rượu bia cái chất mà axit uric nó rất là cao, nên quý vị tránh hai cái đó thì mình giảm được 50% rồi. Thì mình tập thể dục, mình ăn kiêng, mình uống thuốc nữa thì nó giúp cho quý vị rất là nhiều. Tại cái bệnh thống phong là cái bệnh người đàn ông chúng tôi bị rất là nhiều, và phụ nữ thì ít. Nhưng mà quý vị nên nhớ là cái bệnh này là nhiều khi mình đau tới mức độ là mình ngủ không được, mang giày đi làm cũng không được nữa thưa quý vị. Nó đau nhức dữ lắm nè Hồng Kinh. Vâng, thưa quý vị, nhắc lại đến hai loại thuốc là Arthrolin và calcium magnesium. Đây là loại thuốc rất là cần thiết. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến cách sử dụng hai loại thuốc này, xin quý vị liên lạc trực tiếp với bác sĩ Morita. Anh Phạm Khanh, hình như là nếu mà quý vị nào mà trong cái đợt trúng thưởng đầu tiên mà không có được trúng thưởng thì những cái tấm vé số đó sẽ được tiếp tục. Đúng, chứ không có phải là bị mất cái đợt đầu và không còn cơ hội nữa, tức là sẽ tiếp tục trong nguyên năm còn lại, cho nên là sẽ được sử dụng lại. Cho nên quý vị cứ yên tâm, chắc chắn chúng ta sẽ có rất là nhiều cơ hội để trúng những cái sản phẩm sau này. Nếu mà đợt này không trúng, chúng ta sẽ trúng cái đợt sau, tại vì một năm công ty có tới trúng 3-4-5 lần những cái sổ chương trình sổ số rất là thú vị và có giá trị, thưa quý vị. Nên quý vị hãy cứ yên tâm và nhớ mua thật nhiều những sản phẩm của bác sĩ Morita để có cơ hội được trúng thưởng nhiều hơn. Thưa quý vị, thế đó là chương trình kiến thức dược thảo với bác sĩ Morita, Lu Mỹ Linh và Phạm Khanh về đề tài bệnh xốp xương, rỗng xương cũng như là những chứng bệnh về đau nhức. Và Lu Mỹ Linh cũng đã vừa giới thiệu chúng ta hai loại thuốc của công ty Princess Lifestyle chuyên về bệnh này là Aquaclean cũng như là calcium và magnesium. Cảm ơn bác sĩ Morita, cảm ơn Lu Mỹ Linh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa quý vị, trước khi chào tạm biệt, tôi rất là cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị qua đề tài kiến thức dược thảo sức khỏe sắc đẹp. Xin kính chúc quý vị có một ngày vui, hạnh phúc, an lành thưa quý vị. Cảm ơn quý vị và xin chúc quý vị luôn luôn sống vui, sống khỏe và sống trường thọ.